chiếc này là CBR 2018 à? CB150R. Sao giờ cái mẫu này nó CB150R mẫu 2018 kiểu dáng nó khác. Này chắc nó tên nó lộn qua lộn lại. Còn CB150R cái này là Street Fire, còn CB150R kia là giờ không biết đó. Mình bị lộn tên hoài, mình đang web mình bị lộn tên hoài. Đây là CB150R phiên bản Indo gắn chung bộ thùng Givi nha. Không có đèn. Đây, ai gắn ghế cửa hàng mình, hai cây bồ đề. Ghế sau là xếp gắn bao chắc chắn rồi. Gắn có đèn thì canh đêm đi. Em cứ chụp hình bình thường đi.